Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 21 tháng 2 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Toàn quốc xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 19 người, bị thương 12 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 22 vụ, làm chết 19 người, bị thương 12 người. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ của Cục và các địa phương đã kiểm tra xử lý 4.051 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Tiếp theo là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Vào khoảng 10 giờ sáng nay, ngày 21 tháng 2, trên quốc lộ 27, xe khách dừng nằm biển số 49B00726 do tài xế Nguyễn Ngọc Linh, 46 tuổi điều khiển, chạy tuyến Đà Lạt, Gia Lai. Khi đang đổ đèo Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thì bất ngờ chết máy. Tài xế dừng xe định sửa chữa thì phát hiện phần đuôi xe phát hỏa. Anh Linh cùng phụ xe liền dùng bình chữa cháy trên xe để dập lửa nhưng bất thành. 15 hành khách hoảng hốt mang một số hành lý rời khỏi xe nên tránh được thương vong, dù lửa bùng phát rất nhanh, bao trùm toàn bộ chiếc xe. Chỉ trong phút chốc, cả chiếc xe đã bị thiêu rụi. Sau một tháng đưa vào hoạt động, bản đồ số giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút khá nhiều sự quan tâm của người dân. Theo thống kê, đã có khoảng 350.000 lượt người truy cập bởi những tiện ích như các tuyến đường ùn tắc, có rào chắn công trình. Để tạo nhiều thuận lợi cho người dân, đầu tháng 3 tới, người dân sẽ được cung cấp nhiều thông tin khác như vị trí, địa chỉ 59 nhà đậu ô tô, xe máy có tầng hầm, 42 tuyến đường cho phép đậu ô tô, 114 vị trí nhà vệ sinh công cộng, 165 trạm xăng, 1.496 trạm y tế, bệnh viện. Đồng thời, từ bản đồ số giao thông sẽ có đường link đến bus map để mọi người biết được các trạm xe buýt, thời gian xe buýt đến trạm. Lần đầu tiên siêu tàu container Margaret Mass đã cập bến cảng Cái Mép an toàn. Tàu có sức chở 18.300 TEU, trọng tải 194.000 tấn, dài 399m, dài gấp hơn 3,5 lần sân bóng đá. Siêu tàu Margaret Mass trị giá 185 triệu đô la Mỹ đưa vào khai thác sử dụng năm 2015. Ngay khi tàu vừa khai thác, lập tức nhận được hai giải thưởng về tàu siêu trọng tải và hiện đại nhất. Hiện nay trên thế giới, chỉ có 19 cảng có đủ năng lực và điều kiện tiếp nhận tàu Margaret Mass vào cảng làm hàng, trong đó có cảng Cái Mép. Thưa quý vị, chỉ trong đêm ngày 20 tháng 2, trên địa phận của tỉnh Bình Dương đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến một người tử vong. 4 người nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vào lúc 22:30 trên quốc lộ 13, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, xe máy mang biển kiểm soát 60B3-15754 do nam thanh niên tên Võ Duy Thơm, 25 tuổi, quê Đồng Nai điều khiển xe lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương. Khi xe lưu thông qua khỏi cầu Ông Bố được khoảng 300m thì tông vào giải phân cách. Sau cú tông thì xe máy trượt dài trên đường hơn 20m. Nam thanh niên đập đầu vào giải phân cách chết tại chỗ. Đến gần 1 giờ sáng ngày 21 tháng 2, hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong. Trước đó vào lúc 20:30, xe máy mang biển kiểm soát 61Z2-9058 do đôi vợ chồng chở nhau chạy trên quốc lộ 13 hướng từ thị xã Thuận An về thành phố Thủ Dầu Một đã cố tình đi vào làn đường dành cho ô tô. Khi xe lưu thông đến phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một thì bị ô tô mang biển kiểm soát 61A-25122 chạy phía sau tông trúng, khiến xe máy dính chặt vào đầu ô tô. Đôi vợ chồng ngã xuống đường bị thương nặng. Khoảng 19 giờ, một nam thanh niên chạy xe máy mang biển kiểm soát 52Z7-4107 do nam thanh niên điều khiển trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng từ thành phố Thủ Dầu Một về thị xã Thuận An. Khi xe lưu thông đến phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một thì tông trực diện vào xe máy mang biển kiểm soát 61N7-5211 do một người phụ nữ chạy theo chiều ngược lại. Sau cú tông xe máy của nam thanh niên rơi bánh ra đường, hai người sau đó đã nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng. Sáng nay ngày 21 tháng 2, tuyến đường sắt Bắc Nam qua huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế sau 20 giờ tắc nghẽn vì tai nạn đã khiến cho 3 người chết. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 21 tháng 2, tàu SE1 Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh chở theo hơn 300 hành khách đã chính thức thông tuyến qua địa điểm xảy ra vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng.
Trong khi đó, hai bên đường ray, những toa tàu bị lật vẫn nằm ngổn ngang chưa thể vận chuyển đi ngay. Trước đó, gần 200 công nhân, kỹ sư ngành đường sắt đã được huy động cùng với 40 cầu đường bộ và đường sắt trong gần 20 tiếng đồng hồ kể từ khi xảy ra tai nạn, đã đưa được đầu máy và 5 toa xe ra khỏi đường ray. Tuyến đường sắt bị hư hỏng hơn 100 mét, được gia cố thay tà vẹt để cho phép các đoàn tàu chở khách qua lại. Trong tối ngày 20 tháng 2, ngành đường sắt cũng đã sử dụng ô tô vận chuyển tất cả các hành khách bị ảnh hưởng vào Huế để kịp lên tàu về Hà Nội. Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong ngày hôm nay 21 tháng 2 sẽ xem xét kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đối với 27 dự án đầu tư khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT từ năm 2011 đến năm 2016. 27 dự án này đều được người dân phản ánh là không đi nhưng vẫn phải trả phí. Kết quả kiểm toán cho thấy, hiện tại trong các văn bản quy phạm đã ban hành, chưa có chỉ tiêu, tiêu chí rõ ràng về việc lựa chọn những dự án nâng cấp cải tạo hay đầu tư tuyến mới để thực hiện theo hình thức BOT hay đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước. Tại nhiều dự án nâng cấp cải tạo tuyến cũ, đối tượng tham gia giao thông không còn cơ hội sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông miễn phí mà bắt buộc phải trả phí cho nhà đầu tư. Kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra những bất cập trong bố trí các trạm thu phí BOT. Trên thực tế xảy ra tình trạng, một là trạm thu phí cho dự án nhưng lại đặt trên tuyến đường khác và không gắn với dự án, dẫn đến tình trạng người dân không đi trên đường được đầu tư bằng hình thức hợp đồng BOT nhưng vẫn phải trả phí cho nhà đầu tư. Hai là khoảng cách giữa các trạm thu phí không đảm bảo tối thiểu 70 km. Ngoài ra hiện nay, hầu hết các dự án BOT đều không có cơ chế kiểm soát số lượng xe để xác định thời gian thu phí chính xác, minh bạch. Tại cuộc họp báo Thành ủy Hà Nội diễn ra trong chiều ngày hôm nay 21 tháng 2, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành khảo sát để xây dựng thêm tuyến buýt nhanh Kim Mã - Hòa Lạc. Dự kiến thực hiện trong quý 1 và chậm nhất là đầu quý 2 năm 2017. Theo dự kiến, tuyến buýt nhanh thứ hai của Hà Nội dài hơn 35 km, chạy qua các quận huyện Ba Đình, Đống Đa, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất và thị xã Sơn Tây. Tuyến buýt này được dự báo sẽ có nhiều hành khách sử dụng bởi đi qua nhiều quận huyện và khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều trường đại học, bệnh viện lớn cũng đang di chuyển về các huyện ngoại thành dọc tuyến buýt này. Tuyến buýt nhanh thứ hai này sẽ rút kinh nghiệm từ tuyến buýt số 1 nên sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Sau một thời gian vận hành, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đánh giá lượt xe buýt nhanh xuất bến đúng giờ đạt 97,9% do được hoạt động trên làn đường dành riêng nên ít bị tác động bởi tình trạng ùn tắc giao thông. Chất lượng dịch vụ hơn hẳn xe buýt thường. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những lượng hành khách đi xe buýt nhanh BRT từ ngoài vành đai 3 trở ra đến Ba La vẫn còn thấp. Một số những sự cố kỹ thuật đã xảy ra tại nhà chờ. Tình trạng một số phương tiện giao thông đi vào làn đường dành riêng cản trở hoạt động của xe BRT. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay 21 tháng 2, Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải đã ký kết biên bản bàn giao 21 hectare đất quân sự tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho Bộ Giao thông Vận tải để triển khai xây dựng đường lăn, sân đỗ tàu bay. Phần đất mà Bộ Quốc phòng bàn giao nằm chết về phía tây nam sân bay hiện hữu là khu vực đậu máy bay vận tải và trực thăng quân sự thuộc Trung đoàn 917, Lữ đoàn 918, Sư đoàn Không quân 370. Khu đất này được xác định bởi 11 mốc cắm từ M1 đến M11 theo bản vẽ phân định của Cục Hàng không Việt Nam, kéo dài từ đài chỉ huy cũ đến khu sân bay trực thăng trước đây. Đại diện Bộ Quốc phòng và Bộ Giao thông Vận tải đã kiểm tra thực địa hiện trạng diện tích đất, các mốc phân định và sau đó tiến hành ký kết biên bản bàn giao. Thì việc mở rộng 21 hectare này, ngoài cái việc thêm khoảng từ 30 đến 35 vị trí đậu tàu bay, thì còn thêm những cái đường lăn ở trên sân đỗ để tạo điều kiện giải thoát nhanh tàu bay trên khu bay. Thì Bộ Giao thông Vận tải đã giao nhiệm vụ cho Tổng ty Cảng Hàng không Việt Nam triển khai ngay lập cái dự án đầu tư cải tạo nâng cấp để có thể đưa toàn bộ 21 hectare sân đỗ này vào hoạt động hàng không sử dụng cho trước Tết Nguyên đán 2018. Theo lộ trình, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tiếp nhận phần đất này cùng Cục Hàng không Việt Nam lập quy hoạch, sau đó bàn giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam quản lý. Bộ Giao thông Vận tải có trách nhiệm phối hợp với Bộ Quốc phòng phân định rõ các khu chức năng, sân đỗ tàu bay và vị trí bố trí 6 tàu bay quân sự. Theo Cục Hàng không Việt Nam, thời gian qua, sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải nghiêm trọng cả trên không, đường lăn và sân đỗ. Vì vậy, việc khai thác diện tích đất mới được giao sẽ góp phần giải quyết tình trạng tắc nghẽn, nâng công suất khai thác lên 45 triệu hành khách trên năm. Có thể thấy rằng máy bay không người lái ngày càng được xem trọng và sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, đối với những người quản lý, phương tiện thông minh này lại ẩn chứa một nguy cơ lớn khi có thể vô tình trở thành vật cản trên đường bay của các chuyến bay dân dụng khác. Theo đó, các nhà nghiên cứu tại Thụy Sĩ đã vừa phát triển một công nghệ mới có thể giúp giảm thiểu những nguy cơ xảy ra va chạm giữa máy bay không người lái và máy bay thông thường.
Mỗi phi công của máy bay không người lái sẽ liên tục được cập nhật thông tin về các chuyến bay khác đang hoạt động trong phạm vi của họ. Được biết, những thông tin về các chuyến bay sẽ được cập nhật bao gồm vị trí, độ cao so với mặt đất, loại máy bay. Khi nhận được thông tin cập nhật, các phi công sẽ có thể dễ dàng điều chỉnh tăng giảm độ cao để tránh va chạm hoặc đưa máy bay không người lái trở về gần mặt đất. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng sẽ phát triển thành công các thuật toán giúp máy bay tự tránh va chạm mà không cần phi công. Mục tiêu của dự án này chính là giảm thiểu mọi vụ va chạm có thể xảy ra giữa các loại máy bay ở độ cao từ 60 cho đến 120 mét so với mặt đất, bởi đây là phạm vi mà các máy bay không người lái thường hoạt động. Vào đêm ngày hôm qua 20 tháng 2, toa tàu đầu tiên của tàu đường sắt Cát Linh Hà Đông đã được đưa lên đường ray trong sự tò mò, hiếu kỳ của rất đông người dân tại thủ đô. Với nhiều người, việc bất chấp mưa gió đêm hôm chỉ để xem một toa tàu được cẩu lên ray có thể coi là một hành động ngớ ngẩn. Tuy nhiên, thì với nhiều người dân tại thủ đô, họ không chỉ chờ đợi để thỏa mãn trí tò mò, mà thông qua đó còn gửi gắm những mong mỏi, những kỳ vọng về một bộ mặt giao thông mới, giải tỏa vấn nạn ùn tắc kéo dài suốt bao nhiêu năm qua. 10 giờ đêm, tuyến đường Quang Trung, đoạn qua khu vực nhà ga La Khê, Hà Đông, Hà Nội, bỗng tấp nập hơn hẳn ngày thường. Người già, trẻ nhỏ xếp hàng hai. Nhiều người còn mang ghế, chiếu ra ngồi chờ đợi. Tất cả đều háo hức theo dõi các công nhân, kỹ sư tiến hành công tác chuẩn bị đưa toa tàu đầu tiên lên ray. Từ ngày làm cái tàu trên không này là giấy phố này rất khổ. Dân đi lại cũng khổ này, bụi bặm này, rồi thì vướng, rồi thì thường thường là những đêm là người ta cứ ngăn đường không đi lại được. Thực tế là như thế. Còn thì bây giờ thì nhà nước mà làm tới mức độ này rồi thì là dân cũng có nhiều người phấn khởi. 22 giờ 30 tại khu vực ga La Khê, cầu xích 250 tấn được điều động chuẩn bị lắp đặt các toa tàu lên hệ thống ray đường sắt trên cao. Hàng nghìn người đội mưa theo dõi từng thao tác của các công nhân. Đến 24 giờ, toa tàu đầu tiên được đưa về ga, hàng trăm người dân ùa ra giữa đường quan sát. Tất cả đều quyết tâm chờ đợi đến khi toa tàu đầu tiên lên ray. Là một người dân của thủ đô thì mọi kỳ vọng sẽ muốn xem là cái công trình này có thay đổi được cái thủ đô của mình như thế nào hay không và sẽ cải thiện được cái vấn đề giao thông của Hà Nội mình đến mức độ như thế nào. Và rất kỳ vọng vào những cái công trình như thế này. Các kỹ sư đã phải mất khá nhiều thời gian mắc cáp cầu vào toa tàu và chiếc cầu xích lấy thăng bằng. Quá trình lắp cáp cầu gặp trục trặc, đến gần 2 giờ sáng, cầu xích bắt đầu nhấc toa tàu đường sắt khỏi chiếc xe siêu trường, siêu trọng. Người dân hai bên đường cũng nín thở theo dõi. Sau gần 5 tiếng chờ đợi, vào lúc 2 giờ 45 phút rạng sáng nay 21 tháng 2, chiếc cầu bánh xích đã đặt thành công toa tàu đầu tiên lên ray đường sắt Cát Linh Hà Đông trong tiếng vỗ tay tán thưởng của những người chứng kiến. Và kỳ vọng rằng là đây là công trình của Hà Nội đầu tiên về đường sắt trên cao, thì trong vòng 1-2 năm nữa sẽ có tiếp các công trình khác tương đương như này để giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông và tăng ý thức giao thông để hạn chế các cái phương tiện cá nhân di chuyển trong nội đô. Mà nước ta thì cũng đang muốn là sánh vai với Nam Châu như bác đã nói rồi, thì là nên có những cái giải pháp tối ưu này. Mình cảm thấy là thành công và mừng. Mình hy vọng mình là người khách đầu tiên đi trên xe điện trên cao này. Và mình nghĩ là nó sẽ phát triển theo bốn hướng Tây Nam Bắc để phục vụ người dân tốt hơn. Và đây là mới là điển hình. Toa tàu đường sắt trên cao đầu tiên đưa lên ray là một bước quan trọng, là tín hiệu cho thấy dự án đang đi đến những bước hoàn thiện cuối cùng trước khi chạy thử vào tháng 10 tới. Ngày mà người dân thủ đô được đi trên những con tàu điện trên cao, xem ra không còn xa nữa. Bản tin giao thông an toàn ngày 21 tháng 2 của VTC14 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.